Quang Tây xin chào con và các bạn nha. Thì hôm nay cập nhật giá anh Long ngày 5 Tây tháng 2. Thì giá anh Long hôm nay giảm nhẹ 1.000 đồng một ký. Cái loại tư nó cũng xáo trộn, nó thay đổi khá nhiều. Loại tư giảm tới 3.000 đồng một ký luôn nha. Loại 5 cũng giá cũng khá rẻ. Thì nói chung là thanh long mà cung vượt cầu thì giá nó sẽ rẻ thôi, chứ bây giờ mình nói nhiều quá thì đụng chạm tùm lum. Thì mình cứ nói vậy đi, thì khi nào mà thanh long mà con mình nhiều thì giá rẻ là cung vượt cầu. Thì kênh mình là chỉ làm cái cầu nối thôi nha, chứ giá thì ăn thua là ở mấy trên nó kho nó cho xuống có giá thì mình cập nhật cho bà con mình biết. Thì hiện tại kho Tú Anh ở chợ gạo Quân Long, chợ gạo Tiền Giang thì mua cái giá này cho bà con mình nha. Rồi mình cập nhật giá long ruột trắng đẹp 18-20, hàng sàn 14-17, hàng dạt 8-11 hàng. Thì mình không phải mình quảng cáo cho kho, thì có nhiều bà con mình sợ bà con mình không có biết cái kho nào bán thì mình chỉ luôn á nha. Giá long ruột đỏ loại 1 32.000, loại 2 27.000, loại 3 22.000, loại 4 12.000, loại 5 8.000, hàng nước ép từ hàng nước ép 6.000. Thì mình không có đáng lẽ mình không có nói tên kho đâu, tại mình không có phải quảng cáo, nhưng mà mình nói đây là để cho bà con mình biết, để bà con mình bán cái kho nào mà giá tốt nhất nha. Rồi xin chào bà con và các bạn, hẹn gặp lại video sau nha.